Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chương nha. Em về thăm Camry cho các chủ tịch nè. Cho anh chị đang tìm chiếc xe sang trọng, lịch lãm, nhiều công nghệ, nhập khẩu nguyên chiếc và giá trị cốt lõi là bền bỉ. Đây là Toyota Camry máy 200 năm bản Q là bản cao cấp nhất đời 2019. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị, mang nước sơn màu đỏ, nhìn rất là nổi bật ha. Biển số Sài Gòn. Xe này nước sơn còn rất đẹp luôn. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem nha. Những người đi Camry thì đa số là những người đi rất là kỹ. Nên thường là những xe này rất ít trầy nên nước sơn nó còn đẹp lắm. Đây biển số Sài Gòn sẵn nè anh chị. 59912, 2.5 Q bản cao cấp nhất. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị. Xe này một chiếc xe phân khúc D, dài hơn 4m8 thì ngồi cực kỳ rộng rãi và rất là thoải mái. Phía sau là có hàng ghế dành cho chủ tịch nữa. Camera 360 độ luôn anh chị, cảm biến trước, cảm biến sau. Đây cho anh chị xem phía sau nè. Đó phía sau nhìn tới nè. Đó khá là đẹp ha. Dàn vỏ Michelin, mâm 18 inch, mâm phay, mâm đa chấu nhìn rất là nổi bật ha, cụm thắng nè chị, còn khá là sáng. Đây, vỏ nè, vỏ mới tinh nè. Đây tiêu hao nhiên liệu nè chị, chạy trong phố là 11.29 lít, chạy kết hợp là 7.56 lít với chạy đường trường nè, chỉ có 5.4 lít thôi, kinh khủng không? Chạy đường trường chỉ có 5.4 lít đối với một chiếc xe phân khúc D rộng rãi thế này mà chạy đường trường có 5-6 lít nè, quá tiết kiệm luôn. Đây kính là lên xuống một chạm hết. Có tấm rèm che nắng nữa nè chị, bản quy mới có ha. Đây ni lông trên xe này còn nguyên nè, chưa lột nè, những bể bước nó còn ni lông hết á. Đây lót sàn 5D có rối luôn. Đây ghế da zin tao xe nè chị, hàng ghế này là hàng ghế dành cho chủ tịch. Ở đây có được cụm điều khiển, cụm điều khiển này, cụm điều khiển rèm nè, điều khiển nhiệt độ âm thanh, rồi hàng ghế phía trên đây ni lông chưa lột nè chị. Đâu không, ở đây là điều khiển rất là nhiều thứ trong này. Đó, điều khiển nhạc, volume nè, rèm nè, đó nhiệt độ nè. Đó có thể điều chỉnh được hàng ghế trước luôn. Đó vậy thôi. Rất là sang trọng. Ghế nè anh chị. Ở phía trong rộng lắm. Em cao 1m7 mà nó rộng phải nói là thênh thang luôn. Đây cửa gió hơn ghế sau, có ốp giả gỗ nè anh chị. Đây là điều chỉnh ghế nè. Bản quy là có cửa sổ trời luôn ha. Đây anh chị nhìn lên nội thất nè. Đó, thiết kế mới của Camry đời này nhìn rất là đẹp ha. Y như là dòng nước chảy anh chị, nhìn nó rất là hòa quyện vào thiết kế ở ngoài của xe. Đó, nội thất màu đen. Để em lên hàng ghế đầu cho anh chị xem nha. Camry dòng này thì êm lắm, xe nhập khẩu Thái Lan thì người Việt mình rất là thích luôn. Có một số lượng người rất là thích xe nhập. Đây, và đặc biệt Camry là một chiếc xe với giá trị cốt lõi là cực kỳ bền bỉ thì rất là nhiều người chuộng ha. Đây, bốn cửa là lên xuống một chạm hết. Nhớ hai vị trí ghế của ghế tài xế. Đây, những cái chi tiết mở cửa nè anh chị nhìn nè. Đó. Những ni lông ở trên này còn nguyên hết nè. Đó. Ghế tài là điều chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ là 8 hướng. Đây, xe trang bị 7 túi khí an toàn ha, ghế tài nè anh chị. Đó, ở đây nó hơi dơ tí xíu để em sẽ vệ sinh ha. Xe này thì cũng vệ sinh cơ bản thôi, chưa chuyên sâu tại vì xe nó mấy hôm nay ưu tiên cho những xe bán rồi trước. Những xe chưa bán thì bên em chưa dọn kỹ. Lúc giao thì nó sạch sạch đẹp hơn vậy rất nhiều nha. Đây cầm số nè anh chị. Ở đây là ốp nhìn đi như là vân gỗ ha, nhìn khá là đẹp. Ở đây là phanh tay điện tử nè, auto hold nè, ba chế độ lái, có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu nè, normal và sport. Ở trong này là để điện thoại, cổng sạc rồi. Đây thiết kế ở bảng điều khiển ở đây nhìn rất đẹp luôn ha. Loa JBL chính loa luôn nha anh chị, nghe nhạc rất là hay. Đó, vô lăng nè, có cruise control, đèn tự động, gạt mưa tự động, lẫy số vô lăng cho cảm giác thể thao. Xe lăn bánh được 66.000 cây số thôi. Mỗi năm chạy 15.000 cây. Rất là hợp lý ha. Đây cốp nè, có cân bằng điện tử nè. Đó, xe này có cảnh báo điểm mù nữa anh chị. Cảnh báo điểm mù là một chi tiết mà em thấy rất là cần thiết á. Nó an toàn. Mình đi mà mình rẽ bên kia á, nếu như có xe thì trên cái gương chiếu hậu nó sẽ báo cho mình biết. Đó, một trong những tính năng an toàn rất là hợp lý trên xe. Ở trong này là hộc để đồ nè. Rất là to luôn. Đây anh chị nhìn lại nội thất nè. Xe em đang nổ máy từ đầu giờ luôn á. Nhìn thiết kế nó chắc chắn mà có cái vẻ gì đó nó rất là sang trọng ha. Đây ni lông ở trên cửa còn nè anh chị. Mới lắm. Xe này lúc giao thì nó còn sạch đẹp hơn nữa. Anh chị xem xe này chắc chắn sẽ thích ngay. Xe này có camera 360 độ luôn anh chị, giúp mình quan sát tổng thể và lái xe nó sẽ an toàn hơn. Anh chị nhìn trả đèn nè. Hệ thống đèn full LED ha. Có đèn bi đánh theo góc lái luôn. Đây đèn LED nè anh chị. Đèn LED ban ngày luôn. Phía trước là có cảm biến. Đó. Thiết kế đầu xe nhìn đẹp quá ha. Rồi em mở khoang máy cho chị xem nha.
Giờ đây máy xe nè anh chị, máy 2.5 đi kèm hộp số tự động cho ra 178 mã lực, rất là nhẹ nhàng và mượt mà ha. Chạy trong phố đâu đó khoảng 12 lít thôi anh chị, và chạy đường trường đâu đó khoảng 5-6 lít thôi. Rất là hợp lý cho một em xe Camry sang trọng, đẳng cấp, nhiều option và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan luôn. Máy móc là nguyên zin hết á, chất lượng pháp lý thì công ty em sẽ đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha. Đây anh chị nhìn cục máy nè. Lúc giao thì bên em sẽ dọn rửa một lần nữa, bảo dưỡng, thay nhớt, lọc nhớt và có cái giấy cam kết chất lượng cho anh chị rõ ràng ha. Cam kết không đâm đụng, không tỉ kích, hồ sơ pháp lý và đủ điều kiện để sang tên cho anh chị ha. Rồi, chỉ có 888 triệu thôi, anh chị có Camry 2.5W nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe còn đăng kiểm đường bộ rất là dài nè anh chị. Tháng 11/2025 là anh chị đi thoải mái luôn. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Và nếu như anh chị muốn vay ngân hàng thì anh chị trả trước đâu đó loanh quanh tầm khoảng 300 là có thể nhận xe rồi, rất là thoải mái ha. Em cũng đang cần mua thêm nhiều xe lắm về để phục vụ anh chị có nhu cầu. Nếu anh chị đang có nhu cầu cáp đổi lên đời hoặc là biết người quen này bán xe thì cứ liên hệ cho em nha, sẽ có giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Xe không đâm đụng, không tỉ kích, giá cả hợp lý và nếu như còn ngân hàng thì em sẽ hỗ trợ tất toán luôn. Rồi, cảm ơn chị Semido nha. Anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nhé. Cảm ơn chị Semido. Bye bye.